Yo, hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Mr. Beat Vlog đấy các bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả tập 2 dưới góc quay của Mr. Beat thì chuyến hành trình đi Thái Lan của Hero Team sẽ như thế nào? Vâng, bắt đầu video với một khung cảnh cực kỳ lãng mạn và vô cùng quyến rũ các bạn ạ. Các bạn có nhìn thấy không? Đây chính là phòng ngủ của hội anh em và mình ngày hôm nay đã trở thành người thức dậy đầu tiên. Và việc đầu tiên mình làm cần làm là gì? Đấy là mình sẽ quay các thành viên khác đang ngủ các bạn ạ. Đó, bạn nhìn thấy không? Kairon và Phong Cận đang ngủ chỏng chơ luôn. Và bây giờ thì trời đã không phải là buổi sáng mà là gần buổi trưa rồi. Các bạn nhìn thấy không? Sáng trưng sáng bừng rồi mà bây giờ mình mới ngủ dậy các bạn ạ. Tại vì đêm qua thức đêm đi quẩy ghê quá. Nên là ngày hôm nay Hero Team đã thức dậy khá là muộn. Mà thức muộn là đúng rồi các bạn ạ, bởi vì nếu mà đi ra sớm bây giờ ấy, trời nắng lắm. Tớ muốn tìm một cái thùng rác để tớ vứt rác nhưng mà tớ thấy quay này không có một cái thùng rác nào cả. Đường phố thì rất là sạch nha, nhưng mà tớ không tìm thấy thùng rác ở đâu cả. Tớ hiểu mẹ. Đường phố Thái Lan thì phải gọi là sạch kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ. Các bạn có nhìn thấy cái biển này không? Ở ngoài đường còn treo cả biển cấm hút thuốc ở ngay ngoài đường luôn á, ở từng căn nhà một, và có những nơi họ không muốn là xuất hiện cảnh những cái người đàn ông đứng hút thuốc trước cửa nên là họ đã cấm hoàn toàn luôn. Và mọi thứ rất là clear. Một lúc sau thì Hero Team cũng đã thức dậy và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu hành trình của ngày hôm nay, ngày thứ 2 tại Thái Lan. Các bạn nhìn thấy không? Đó, hôm nay chúng mình đã mặc đồ rất là khác ngày hôm qua, rất là nhiều màu sắc luôn, và đặc biệt là chúng mình mặc đồ giống nhau nha các bạn. Tất cả đều mặc đồ bóng đá. Đó, bác Tài, bác thân thiện, bác còn chào để mình hỗ trợ mình quay vlog nữa, xịn thực sự luôn các bạn. Và chúng mình đã đến trước cửa một cái trung tâm thương mại. Đây được gọi là trung tâm thương mại Icon gì đó, quên xứ tên rồi. Đại loại là cái trung tâm thương mại rất là bự luôn các bạn. Và nghe đồn là trong này có rất nhiều thứ để chúng ta có thể tham quan. Nên là ngày hôm nay bọn mình đã quyết định là đến đây để quay vlog. Và đây chính là chúng mình đang trên thang máy để đi xuống bên dưới trung tâm. Không biết là bên dưới nó có cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Mình tò mò quá trời quá đất luôn á. Hello bạn, và chúng tôi đang đến Icon Siam. Đây là một trong những khu chợ lớn nhất của Thái Lan theo lời gọi là hướng dẫn của Kairon. Trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại đồ đó, nó bán rất là nhiều đồ tục tục. Ghê ghê lắm. Ghê ghê lắm. Hay lắm. Hay lắm. Good 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 good. Trung tâm thương mại gì mà lại còn vừa bán nhiều mà lại còn rất là hot và rất là ghê ta. Mình rất là tò mò luôn các bạn. Nhưng mà thực sự phải nói là khi mà bước xuống ấy thì mình đã hiểu vì sao đây là một địa điểm thu hút du lịch kinh khủng khiếp rồi. Trung tâm thương mại ở bên Thái Lan, ở khu vực này, và cái trung tâm thương mại Icon Siam này á, nó to mà nó bán quá nhiều đồ luôn. Và bước vào trong này thì chúng ta có thể cảm thấy như một cái hội chợ được trang trí với rất nhiều những cái đồ vật, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Thái Lan. Các bạn nhìn xem là có những cái mô hình tượng nhìn rất là đẹp, và thậm chí có những hoạt động ca hát ở ngay giữa trung tâm, và có rất nhiều người nước ngoài đã tham gia ở đây. Và mình đi mãi mà mình cũng không biết là nên dừng chân ở đâu, bởi vì nó có quá nhiều thứ cảnh đẹp nè, trang trí đẹp nè, nổi bật cái nét truyền thống của Thái Lan nè. Mình đã dừng chân lại ở một tiệm bán nước, và đây là nước cam nha bạn. Nước cam này được quảng cáo là nước cam nguyên chất. Mình làm thử một ngụm nào. Ngon quá bạn ạ, ngon quá, ngon hơn cả Fifi cắp cắt giật hai ảnh luôn các bạn. Đỉnh thực sự luôn. Ê, sao? Cái gì vậy? Ủa? Sao lại đấy? Ai quen không nào? Ủa cái gì vậy? Thì em xin phạm nha em. Nhưng mà sao lại đứng đấy? Thì ở chỗ đó có một cái mặt quay luôn mà. Đang đi tự nhiên thấy mình ở trên màn hình nên giật bắn mình phải đứng lại nhìn anh em ạ. Các bạn nhìn thấy không? Có một cái màn hình siêu to ở đây có thể giúp cho các du khách có thể đứng đây check in nha bạn. Và sau đó thì chúng mình đã có mặt tại một nhà hàng. Nhà hàng này thì nằm trong trung tâm thương mại, và đợt trước thì Hero Team đã đi ăn rồi. Và lần này mọi người nói với mình rằng là sẽ quay lại đây và giới thiệu cho mình những món ăn đặc sắc. Không biết là trong nhà hàng này có cái gì mà hấp dẫn mọi người vậy ta. Wow, đây chính là cái món mà trong vlog thứ nhất mình đã giới thiệu các bạn. Vẫn là bạt thái, nhưng mà bạt thái này được nấu theo một cái công thức mà mình cảm thấy nó rất là lạ nha. Nó không giống bạt thái mà mình ăn ngoài đường phố. Các thành viên còn lại trong Hero Team thì cũng đã có mỗi người một phần ăn và một cái máy quay rồi. Đó, rất nhiều góc quay vlog luôn, nhưng mà đây là góc quay của Mr. Vịt, và các bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác. Nhìn các bạn thấy không? Đó, ai cũng một cái máy quay, mình không biết là mình đang đi gọi là tác nghiệp hay là mình đi ăn nữa các bạn. Nhưng mà thôi kệ, cái đĩa đồ ăn của tôi gọi chung là cháy hơn cả Free Fire luôn nha anh em. Ăn nó thực sự rất là tuyệt vời. Cảm giác như ban đầu thì mình nghĩ là chắc nó cũng giống miến nè, giống bún nè, giống phở nè. Đúng là như thế, nhưng mà cái cảm giác mà cái vị của nó và tất cả mọi thứ nó liên quan cái đĩa đồ ăn này thì nó tạo thành vẫn là những cái nguyên liệu đó, nhưng mà nó mang lại một cái hương vị, mà một cái trải nghiệm mà mình chưa bao giờ được tiếp xúc. Các bạn nhìn mình ăn có ngon không mọi người? Trời ơi, mình đá một phát là hết sạch một đĩa luôn á. Với cái khả năng ăn của mình thì tầm này phải cho xem 3 đĩa ăn nó mới no được đúng không? Và sau khi ăn xong thì mình đã lang thang lên khu vực tầng 2. Trong khi đi thang máy thì mình đã nhìn thấy chữ tiếng Việt Nam ăn cơm ăn cá
chứng tỏ ở đây có cả nhà hàng Việt luôn. Và đặc biệt ở trên tầng 2 thì có rất nhiều cửa hàng của các thương hiệu nhìn xịn vãi chuối các bạn. Mình định mua hơi bị nhiều đồ ở đây đấy, nhưng mỗi tội là không có tiền thôi. Nếu mà mình có tiền là mình kiểu gì mình cũng mua đấy, nhưng mà thôi nghèo thì thôi, mình đi du lịch kiểu nghèo các bạn ạ. Mình nhìn qua qua xong mình xuống dưới hầm, mình mua mấy trái dứa mình ăn tiếp. Trong vlog lần 1 thì mình cũng đã quảng cáo rồi. Cái quả dứa này nó ngon kinh khủng khiếp luôn, nên là mình rất là cuốn mà mình cảm giác mình bị cuốn nên mình phải mua thêm lần nữa. Ngoài ăn dứa ra thì mình cũng đã cố gắng thử hết tất cả những cái món ăn, và đây chính là một cái món mà mình chưa bao giờ được ăn. Trứng mực các bạn ạ. Trứng mực này ăn nó giống như kiểu ăn thạch ấy các bạn, nó rất là thú vị. Và sau khi đang ăn trứng mực thì mình đã quyết định đi vòng vòng, và mình phát hiện ra có nguyên một khu mà mình ấn tượng vô cùng luôn. Ở đâu ở Thái Lan các bạn cũng có thể nhìn thấy những cái bàn thờ này, những cái khu vực để thờ thần linh. Người Thái thực sự rất là tin vào tín ngưỡng của họ luôn đấy các bạn. Họ thờ ngay cả trong trung tâm thương mại cũng phải là một khu vực riêng. Sau một hồi đi vòng vòng thì mình phát hiện ra Phong Cận và Sammy Đào đang tổ chức một hôn lễ bên Thái Lan. À, hóa ra là mình sang bên này để mình ăn cơm chó các bạn ạ. Nhưng mà thôi, nói chung là mình cũng nhiệt tình cầm cam quay cho các hai bạn này luôn. Nếu như các bạn nào mà không biết ấy, thì trên vlog của Phong và cả Sam ấy, thì cái người quay vlog và cầm cam đấy chính là mình. Chưa trả tiền cắt xê cameraman đâu các bạn. Đó, nhưng mà nói gì nói, Sam với Phong mặc bộ đồ này lên nhìn trông nó, trông nó rất là Thái Lan các bạn, nó rất là cổ truyền các bạn. Nó chụp ngồi trông như một ông vua vậy, sợ thật sự. Và mình lại tiếp tục quay trở lại với câu chuyện ăn uống của mình thôi. Nói chung ai làm gì thì làm, với mình ăn là quan trọng nhất. Các bạn thấy không? Mình hiện tại là mình đang búc ngay một cái xiên mực nướng. Ui. Là vlog mà ngồi đang ngồi gọi là lồng tiếng lại trong video vlog mà kiểu cũng gọi là ứa nước miếng luôn đấy các bạn. Nó rất là ngon. Mình hai ngày mình đi du lịch ở Thái Lan thì chắc là mình phải xác định mình phải tăng tầm khoảng 7 cân. Cái gì mình cũng ăn, bởi vì thực sự đồ nào nó cũng mang lại cho mình một cái cảm giác về vị giác cực kỳ mới lạ luôn. Và ăn cái gì mình cũng kiểu wow, thật là tuyệt vời luôn các bạn. Sau một hồi ăn chán ăn chê thì mình quyết định là tụ tập lại với mọi người. Thì lúc bấy giờ là chỉ có Kairon và Camu ngồi đây thôi. Hội anh em quyết định là sẽ lên một chiếc xe và chúng mình lại quay trở lại với những chuyến xe bão táp túc túc cực mạnh các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ mời các bạn đến với cả một trải nghiệm túc túc cháy nhất, chiếc xe túc túc khét nhất trong chuyến hành trình này của mình. Các bạn hãy tận hưởng cảm giác cùng mình nào. Ok mọi người, bây giờ là buổi tối rồi. Và tôi đang được rủ đi ăn food tour. Ăn trả tiền á. Mua xong ăn chia. 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 Nhưng mà chắc cũng ghẻ. Hy vọng là ghẻ. Và buổi tối thì chúng mình đã có mặt tại khách sạn rồi. Và hôm nay thì chúng mình sẽ quyết định là một bữa tiệc ngủ. Các thành viên trong Hero Team đã quyết định đi mua đồ ăn và chúng mình sẽ ngồi bên nhau để có thể ăn tối và cùng trò chuyện về ngày hôm nay của chúng mình cũng như bàn kế hoạch cho ngày tiếp theo. Có vẻ như mọi người bây giờ cũng đã thấm mệt rồi nên ai cũng nằm vạ vật luôn các bạn. Nhưng mà chỉ một lúc sau, khi mà những đồ ăn được bày ra và chúng mình quyết định là tham gia vào màn tiệc, thì các thành viên cũng đã trở nên rất là hồ hởi. Tối ngày hôm nay thì chúng mình mua toàn đồ cửa hàng tiện lợi thôi. Giá rất là rẻ nha bạn, mình cứ nghĩ là nó đắt đỏ lắm nhưng mà giá cũng chỉ ngang Việt Nam mình thôi các bạn ơi. Và tối ngày hôm đó chúng mình ăn no nê luôn, nhưng mà cũng chỉ tốn có mấy trăm ngàn à. Đặc biệt là những cái đồ ăn này nó lại là những cái đồ ăn cửa hàng tiện lợi của Thái Lan nhưng mà nó rất là lạ nha các bạn. Từ trái cây này mình thấy đóng gói cũng lạ này, từ bánh, từ mì, từ bún, từ phở hay anyway, cái gì nói chung ăn nó cũng lạ các bạn. Đến cả cửa hàng tiện lợi cái nó cũng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đã lâu rồi bận rộn với công việc, Hero Team chưa được ngồi lại với nhau cùng ăn uống và cùng nói chuyện. Và trong chuyến đi Thái Lan lần này, bọn mình muốn có những giây phút ở bên nhau thật là vui vẻ, khi mà gạt bỏ công việc sang một bên và chúng mình chỉ có thế giới của Hero Team mà thôi. Và thực sự mình đã cảm thấy rất là vui. Và mình cảm thấy rằng là Hero Team vẫn sẽ là Hero Team thôi, vẫn là những người bạn chúng mình cùng nhau làm việc, cùng nhau cố gắng, cùng nhau hy sinh. Có những cái mà chúng mình sẽ gặp phải sai lầm, hoặc có những cái mà chúng mình cũng sẽ thành công. Và quan trọng hết là dù là lên hay xuống, hay dù thất bại hay là vui vẻ, thì chúng mình cũng sẽ mãi ở bên nhau. Và điều này là điều có lẽ là điều tuyệt vời nhất đối với mình luôn đó các bạn. Có một thứ hạnh phúc đó chính là ngồi ngắm mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau và cảm thấy rằng chúng ta vẫn đang thuộc về nhau. Và vlog ngày hôm nay của mình đó chính là ngày thứ 2 tại Thái Lan. Mình có thể gom lại là 1 nhưng mà mình thích
phân ra từng ngày một để cho các bạn có thể cùng trải nghiệm với mình. Nhớ ấn đăng ký kênh để có thể xem video của mình trong ngày mai nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong vlog thứ 3, sẽ có một trải nghiệm cực kỳ thú vị đang đợi chờ các bạn đấy nhá. Bye bye.